Kinh đô ánh sáng rực lửa bạo loạn, biểu tượng dân chủ của nước Pháp bị đập tan. Các bạn thân mến, gần một tuần nước Pháp nóng rẫy vì bạo lực diễn ra khắp nơi sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên 17 tuổi. Gần 2.000 chiếc xe hơi bị đốt cháy, 500 công trình kiến trúc bị phá hủy. Chính quyền của vị tổng thống trẻ tuổi Emmanuel Macron đang bất ổn hơn bao giờ hết. Ánh đèn hoa lệ được thay bằng ánh sáng của những ngọn lửa bùng cháy do người biểu tình đốt xe cộ. Mùi thơm của những nhãn hàng nước hoa nổi tiếng giờ bị át đi bởi mùi rác thải ngập ngụa trên khắp các con phố. Chúng ta đang thấy gì ở đây? Những thứ gọi là văn minh, dân chủ, nhiều khi cũng chỉ là thứ mặt nạ hào nhoáng bên ngoài, còn bên trong nội tại của các nước phương Tây cũng đầy rẫy những vấn đề nhức nhối. Thưa các bạn, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Pháp Le Province ngày 25 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cuộc nổi dậy vũ trang do Yevgeny Prigozhin và nhóm lính đánh thuê khét tiếng Wagner của ông ta thực hiện cho thấy sự chia rẽ trong chính phủ Nga. Nước Pháp theo dõi các sự kiện từng giờ cùng với các đối tác chính của Pháp. Nó cho thấy sự chia rẽ tồn tại trong chế độ Nga, sự mong manh của cả quân đội và các lực lượng phụ trợ như nhóm Wagner. Không có gì lạ khi những lời lẽ này đến từ xứ sở gà trống Gaulois, quốc gia được cho là có nền dân chủ đứng đầu châu Âu. Tuy nhiên, điều hài hước là nước Nga vẫn đứng vững trước tất cả bão giông. Tổng thống Putin ra đường vẫy tay, giao lưu với người dân. Không ai cảm thấy cuộc sống của những công dân Nga có sự xáo trộn gì sau vụ nổi loạn của Wagner. Còn nước Pháp thì sao? Chỉ riêng đêm qua, khoảng 1.900 chiếc ô tô đã bị đốt cháy ở Pháp. Con số này nhiều hơn so với cuộc bạo loạn ngày 7 tháng 11 năm 2005. Khi đó, 1.408 chiếc ô tô bị đốt cháy. Các nhà chức trách Pháp báo cáo rằng 500 công trình kiến trúc đã bị đốt cháy chỉ trong một đêm và quy mô của các cuộc bạo loạn lớn hơn so với năm 2005. Tòa thị chính và trường học nằm trong số những mục tiêu bị người biểu tình Pháp tấn công trong đêm 28 tháng 6 theo giờ Pháp. Đây là đêm biểu tình phẫn nộ thứ hai liên tiếp của người dân liên quan đến việc một thiếu niên bị cảnh sát bắn chết khi vi phạm luật giao thông. Nạn nhân được xác định là Nahel, 17 tuổi, người Pháp gốc Algeria. Cậu bị viên cảnh sát giao thông 38 tuổi bắn chết khi đang lái chiếc Mercedes-AMG ở ngoại ô Nanterre của Paris vào sáng ngày 27 tháng 6. Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy viên sĩ quan giao thông hét lớn: "Tôi sẽ găm viên đạn vào đầu cậu." Khi thiếu niên Nahel dồ ga bỏ chạy, viên cảnh sát này đã nổ súng. Chiếc xe của Nahel chạy thêm được vài chục mét trước khi đâm vào lề đường. Cậu ta được cấp cứu tại hiện trường nhưng không qua khỏi. Viên sĩ quan nổ súng vẫn chưa được công bố danh tính và đã bị bắt giữ, đối mặt với cáo buộc giết người. Vụ việc gây phẫn nộ khắp nước Pháp khiến nhà chức trách đã phải triển khai 2.000 cảnh sát để làm nhiệm vụ chống bạo động. Bộ trưởng Nội vụ Gerard Damanin viết trên mạng xã hội rằng đêm bạo lực kinh hoàng phá vỡ biểu tượng của nền dân chủ Pháp. Các tòa thị chính, trường học và đồn cảnh sát bị phóng hỏa hoặc bị tấn công. Cảnh sát đã bắt giữ 150 người biểu tình quá khích. Tính đến nay đã là đêm thứ tư nóng rẫy với các cuộc biểu tình phẫn nộ diễn ra trên khắp nước Pháp, bao gồm cả Lille, Toulouse và thủ đô Paris. Hãng thông tấn France 24 cho biết, không chỉ các tòa nhà, trụ sở cơ quan, mà xe buýt và xe điện cũng nằm trong số những mục tiêu bị đám đông thiêu rụi. Lối vào nhà tù Freinet phía nam Paris bị đốt phá, cửa sổ đồn cảnh sát bị đập vỡ trước khi hàng loạt xe cảnh sát làm mồi cho lửa. Cảnh sát bắn hơi cay để giải tán những người biểu tình đang đốt rác ở phía bắc Paris và đám đông phản ứng bằng cách ném chai lọ về phía những người thực thi pháp luật. Ngày 30 tháng 6, Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát được hỗ trợ bởi các phương tiện bọc thép hạng nhẹ để trấn áp các cuộc biểu tình bạo lực. Tuy nhiên, bất chấp sự hiện diện của lực lượng an ninh, tình trạng cướp bóc vẫn diễn ra vào tối ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương tại các thành phố Lyon, Marseille và Grenoble với các nhóm bạo loạn chùm đầu cướp phá các cửa hàng. Trong khi đó, tại thành phố Marseille, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để trấn áp sau khi nhiều thanh niên ném các vật thể vào xe cảnh sát. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Damanin thông báo trong ngày 30 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ 270 người trên toàn quốc, bao gồm 80 người ở Marseille. Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 875 người trong cuộc bạo loạn đêm 29 tháng 6, trong đó 50% là những người sống tại khu vực Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi mọi người bình tĩnh. Ông nói một thiếu niên đã thiệt mạng và điều đó không thể biện minh, không thể tha thứ. Không có gì có thể biện hộ cho cái chết của thiếu niên này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo 45 tuổi này đổ lỗi cho trò chơi điện tử bạo lực đã góp phần kích động những vụ bạo loạn tại Pháp hiện nay.
Ông cho rằng những hình ảnh thực tế cho thấy một số thanh niên dường như đang tái hiện trên đường phố các trò chơi điện tử bạo lực mà họ say mê. Ông ấy cũng nói sự việc cảnh sát bắn chết thiếu niên Nahel vi phạm giao thông đã làm chấn động đất nước, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Mẹ của thiếu niên Nahel cho biết, tôi đã mất một đứa con trai 17 tuổi, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nó vẫn còn là một đứa trẻ và nó vẫn cần đến mẹ. Vậy mà họ nỡ bắn chết nó. Bà của nạn nhân cũng phẫn nộ cho biết, cháu tôi chết, họ giết cháu tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Các nhà hoạt động tại Pháp cũng kêu gọi giải quyết vấn đề mà họ coi là sự lạm dụng của hệ thống của cảnh sát ở các khu dân cư có điều kiện kinh tế xã hội thấp. Đoạn video về vụ giết người của Nahel đã gây ra một mức độ sốc và tức giận tương tự trên khắp nước Pháp, chạm đến sự lo lắng đặc biệt của thanh niên da màu trẻ tuổi, những người cảm thấy rằng họ đã bị cảnh sát phân biệt đối xử. Một nghiên cứu năm 2017 của Right Defense, một cơ quan giám sát nhân quyền độc lập ở Pháp cho thấy, nam thanh niên được coi là người da đen hoặc người Ả Rập có khả năng bị cảnh sát chặn lại cao hơn 20 lần so với những người cùng trang lứa. Năm nay có vẻ là một năm không mấy suôn sẻ đối với vị tổng thống trẻ tuổi Emmanuel Macron, khi những vụ bạo loạn liên quan đến phản đối chính sách tăng tuổi nghỉ hưu vừa lắng xuống được vài tuần, thì chính quyền của ông lại tiếp tục hứng chịu sự phẫn nộ của người dân hiện tại. Đây không phải là lần đầu nước Pháp gặp chuyện này, nhưng lần này có vẻ lớn hơn. Vấn đề là do sự buông lỏng nhập cư đã khiến cho Pháp trở thành nước mà người nhập cư coi là đất nước của họ. Họ còn cho rằng do đế quốc này từng xâm lược và cướp bóc quê hương họ, nên họ có quyền, về mặt đạo đức, là quay lại đây kiếm sống. Cũng do thể chế dân chủ không mấy hiệu quả, nên các đảng phái khó có thể thống nhất được về chính sách nhập cư lâu dài, dẫn đến việc người nhập cư ngày càng tăng. Và lần này câu hỏi đặt ra là nước này phải chọn con đường nào, siết nhập cư hay để một người nhập cư lên làm tổng thống? Nếu trường hợp thứ hai xảy ra, thì trên thực tế, nền Cộng hòa thứ 5 là cuối cùng của đế quốc này. Sau đó đây sẽ là mảnh đất của người Ả Rập, tôn giáo sẽ là đạo Hồi và nó sẽ thành cửa ngõ cho người châu Phi, châu Á đổ vào châu Âu. Tại sao phương Tây ngày càng hỗn loạn, biểu tình ngày càng tăng như vậy, dù họ là những hệ thống mở? Đơn giản vì thể chế dân chủ của họ, để kiểm phiếu cử tri, các chính trị gia phải đi tìm kiếm sự ủng hộ từ những cá thể tương đương như khách hàng mới và họ sẽ tìm đến các đối tượng vẫn còn ít được bảo vệ. Hay nói theo cách khác là không theo đúng chuẩn mực luân lý truyền thống, chẳng hạn các anh chị em thợ gốm, người nhập cư. Vậy nên sau mỗi lần bầu cử ở Mỹ hay nói chung là ở phương Tây là xã hội lại loạn lạc hơn. Đơn giản vì trọng tâm xã hội ngày càng lệch lạc và nó mất phương hướng cũng như sự ổn định của một xã hội dựa trên nền tảng đạo đức truyền thống. Trái ngược với những bất ổn đó thì những gam màu bên phía xã hội Nga lại tươi sáng hơn rất nhiều. Họ tuyên bố sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn sau vụ nổi loạn của Wagner. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ nổi dậy mạnh mẽ cho dù phương Tây hoài nghi về sự ổn định của Nga sau vụ nổi loạn của nhóm quân sự tư nhân Wagner. Nếu ai đó ở phương Tây có bất kỳ nghi ngờ nào thì đó là vấn đề của các vị. Cảm ơn các vị đã quan tâm đến lợi ích quốc gia của chúng tôi, nhưng không cần thiết. Nước Nga luôn vươn lên mạnh mẽ hơn sau bất kỳ khó khăn nào. Chúng tôi nhận thấy quá trình đó đã bắt đầu. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì với bất kỳ ai hay đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào sau vụ nổi loạn của Wagner. Hôm 24 tháng 6, ông trùm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, dẫn theo hàng nghìn tay súng của mình từ chiến trường Ukraine vào vùng Rostov, miền Nam Nga để thực hiện cuộc tuần hành công lý. Sau khi chiếm giữ các cơ sở quân sự ở Rostov và tiến về phía Moscow, ông Prigozhin bất ngờ ra lệnh cho lực lượng Wagner quay đầu trở về căn cứ theo thỏa thuận đạt được với chính phủ Nga. Các cơ quan đặc biệt của Nga đang điều tra xem liệu tình báo phương Tây có liên quan đến vụ nổi loạn hay không. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo phương Tây không nên lợi dụng tình hình để đạt được cái gọi là các mục tiêu chống Nga. Mặt khác, Moscow khẳng định sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bàn về triển vọng hòa bình ở Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, ông cho rằng phương Tây muốn đóng băng tạm thời cuộc xung đột để Ukraine có thêm thời gian tập hợp lực lượng và cung cấp thêm cho Kiev vũ khí tầm xa mới. Họ nói rằng mọi thứ sẽ kết thúc bằng đàm phán, nhưng trước tiên phải đánh bại Nga. Họ cáo buộc người Nga có ý định cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân, đó là lời nói dối. Giờ đây, cảnh bạo lực ở các vùng ngoại ô của Pháp gợi nhớ đến vụ việc năm 2005, khi cái chết của hai thiếu niên Bonacharre, 15 tuổi, và Zeb Benna, 17 tuổi, dẫn đến 3 tuần bạo loạn trên toàn quốc, phơi bày sự tức giận và phẫn nộ.
hai cậu bé bị điện giật sau khi trốn cảnh sát trong một trạm biến áp ở ngoài Eau Saint-Sauveur của Paris. Bạo lực lần này lan rộng nhanh hơn so với năm 2005, mặc dù quy mô và cường độ kéo dài không tương xứng. Thời điểm đó có nhiều lời giải thích trái ngược nhau về những gì đã xảy ra với hai thiếu niên vào năm 2005, trong khi đoạn video quay cảnh Nahel bị bắn ngay lập tức làm dấy lên sự tức giận. Theo cảnh sát, 13 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng vào năm ngoái sau khi không tuân thủ mệnh lệnh dừng xe. Năm nay, 3 người, bao gồm cả Nahel, đã chết trong hoàn cảnh tương tự. Nhìn chung, số người bị cảnh sát giết sau khi họ từ chối tuân mệnh lệnh tại Pháp đang gia tăng. Vào năm 2021, theo số liệu của cảnh sát, 4 người đã thiệt mạng trong trường hợp như vậy. Vài giờ sau cái chết của Nahel, Chủ tịch Hạ viện Pháp Jean-Braun Privet nói rằng bà sẵn sàng đánh giá lại cách thức thực thi luật quản lý việc sử dụng súng của cảnh sát. Các quyết định liên quan đã được thông qua vào năm 2017 sau một loạt các cuộc tấn công cực đoan ở Pháp. Kể từ đó, các nhân viên thực thi pháp luật có thể bắn một phương tiện khi người lái xe không tuân thủ mệnh lệnh, và điều này có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của họ hoặc những người khác. Trong trường hợp của Nahel, viên cảnh sát đã bắn phát súng chí mạng sẽ bị điều tra về tội cố ý giết người sau khi cuộc điều tra ban đầu kết luận rằng không đáp ứng các điều kiện để sử dụng vũ khí hợp pháp. Trước khi luật được đưa ra, các sĩ quan cảnh sát phải chứng minh khả năng tự vệ để biện minh cho việc sử dụng súng. Kể từ khi nó có hiệu lực, họ đã được phép nổ súng vào một phương tiện mà những người ngồi trong xe có khả năng gây ra. Trong chuyến bay của họ, các cuộc tấn công nhằm vào tính mạng hoặc sự toàn vẹn về thể chất của họ hoặc người khác. Tuy nhiên, Bộ Luật An ninh Nội bộ quy định rằng việc sử dụng vũ khí chỉ được cho phép trong những trường hợp thực sự cần thiết và theo một cách thức tương xứng nghiêm ngặt. Ngoài các vụ xả súng gây chết người, cảnh sát Pháp cũng thường xuyên bị chỉ trích vì các chiến thuật bạo lực trong các cuộc biểu tình áo vàng bắt đầu vào năm 2018. Vấn đề này đã bị chỉ trích. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!